lực lượng ứng phó khẩn cấp được huy động đến trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở Sydney vào khoảng 16 giờ giờ địa phương sau khi nhận được tin báo có nhiều người bị đâm. Nghi phạm bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, theo ABC News. Cảnh sát bang New South Wales sẽ sớm cập nhật thông tin. Người phát ngôn của một đơn vị cấp cứu cho biết 8 người bị đâm đã được đưa đến nhiều bệnh viện trên khắp Sydney. Em bé 9 tháng tuổi nêu trên được đưa đến bệnh viện Nhi đồng Sydney ở Renwick. Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction cho biết một chiến dịch sơ tán khẩn cấp đã được triển khai để đưa người mua sắm ra ngoài. Loạt ảnh được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy nhiều phương tiện và nhân viên ứng phó khẩn cấp xuất hiện ngoài trung tâm. Adriana, một nhân chứng, cho biết cô nghe tiếng súng nổ khi đang mua sắm bên trong một cửa hàng làm đẹp. Mọi người la hét, khóc lóc và cố gắng gọi điện cho người thân, thật khủng khiếp. Người phụ nữ kể lại hai người đàn ông, danh tính không được tiết lộ, cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông tấn công người phụ nữ bế đứa bé, khiến hai mẹ con bị thương. Họ cố gắng băng bó vết thương cho đứa bé, dùng áo sơ mi của cửa hàng. Một nhân chứng giấu tên khác cho biết kẻ tấn công trong điên loạn, không nhắm mục tiêu cụ thể, tấn công ngẫu nhiên và cầm dao chạy khắp nơi. Bạn không thể ngờ rằng một vụ việc như vậy lại xảy ra ở Sydney ông Will Johnston, người mua sắm tại một địa điểm gần trung tâm Westfield Bondi Junction, cho biết cảnh sát liên bang úc đang tham khảo ý kiến của cảnh sát new south wales và sẽ kích hoạt đội chống khủng bố chung nếu cần các nguồn tin tiết lộ với the sydney morning herald